Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích với Nguyễn Thành Công và Võ Thành Nhân. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến phần 2 trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc anh Nguyễn Thành Công để mà phân tích một số những cái chi tiết mà của bản tin trong phần 1 mà anh Công đã chuyển đến cho quý vị. Đặc biệt chúng tôi ghi nhận bà tiến sĩ Giang này là một cái người có cái công trình nghiên cứu rất là nhiều ở tại một cái viện đại học nghiên cứu về những cái loại bệnh nhiễm và những cái loại vi khuẩn mà rất là đặc biệt. Thì chúng tôi cũng được biết rằng khi mà bà đào tị, có nghĩa là tị nạn tại Hoa Kỳ để tìm tự do đó, thì bà đã đến Hoa Kỳ rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi được biết qua anh Công là cái bản tin nó có những cái chi tiết mà rất là quan trọng, là nó nói xác định rất là rõ ràng COVID-19 là từ Trung Cộng mà ra. Đó là lý do tại sao mà chúng ta đưa cái tin này đến với lại tất cả những đồng hương và những người có sự hiểu biết để mà chúng ta hầu cập nhật được một số tin tức có quan trọng với một cái dịch rất là nguy hiểm của cả thế giới. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin được kính chào Nguyễn Thành Công. Xin kính chào anh Võ Thịnh Nhân và xin trân trọng kính chào tới ngộ của quý vị khán giả. Khi mà chúng ta nói trong một cái phạm vi Trung Cộng và đại dịch COVID-19 thì cái tầm quan trọng của cái nguồn tin của bà tiến sĩ Li Men Giang nó như thế nào vậy thưa Nguyễn Thành Công? Thưa anh, là xin được nói ngay là cái tầm mức quan trọng của sự tiết lộ của bà Giang với tính cách là một chức chuyên gia trong cái lĩnh vực về bệnh dịch và cũng như là người chứng nhân đã tham dự vào cái cuộc nghiên cứu ngay từ những ngày tháng đầu khi bệnh dịch khởi phát, thì những tiết lộ của bà Giang là những cái trọng lượng ngàn cân để mà phản bác và xác định những cái điều không đúng sự thật của cái tập bạch thư mà Trung Cộng đã công bố vào ngày 7 tháng 6. Điều thứ nhất là bà đã xác định là Trung Cộng đã kiểm soát, bưng bít, trấn áp, bịt miệng những cảnh cáo của chuyên gia, bác sĩ. Và đây là bằng chứng cụ thể để bác bỏ tiền đề trong cuộc bạch thư của Trung Cộng công bố vào ngày 7 tháng 6 là Trung Cộng đã minh bạch, nhanh chóng, kịp thời thông tin đến thế giới mọi diễn biến của cơn dịch bệnh. Điều thứ hai là bà đã xác định cụ thể trách nhiệm của giới lãnh đạo Trung Cộng trong việc loan tin chậm trễ, có sách lược về hiểm họa lây lan của dịch bệnh, để thay vì bệnh dịch có thể được ngăn chặn ngay tại Vũ Hán, đã bùng phát trên toàn thế giới. Đây cũng là bằng chứng rõ rệt, có trọng lượng ngàn cân để phản bác quan điểm của Trung Cộng trong cuốn bạch thư là nhà nước Trung Cộng sẽ không chấp nhận mọi vụ kiện vu vơ hay đòi hỏi bồi thường tổn thất của Hoa Kỳ và thế giới hậu quả từ chính sách bưng bít chậm trễ trong sự thông tin có tính toán của nhà cầm quyền Trung Cộng. Và điều thứ ba là những tiết lộ của bà tiến sĩ Giang cũng đã lục trần bộ mặt thật của Trung Cộng để dùng sức mạnh tài trợ để ảnh hưởng, lũng đoạn đến những cái tổ chức thế giới, kể cả tổ chức WHO, để tổ chức này làm ngơ trước những cảnh báo sớm về hiểm họa của dịch bệnh và có những công bố không đặt ưu tiên ở sự an nguy của thế giới mà là đáp ứng với ưu tiên có tính toán của nhà cầm quyền Trung Cộng. Thưa anh, trở lại tổ chức WHO đó, anh Nguyễn Thành Công, anh có thể cho biết thêm là vào cái ngày 9 tháng Giêng năm 2020, tổ chức WHO đã có một cái tuyên bố mà rất là nguy hiểm. Thưa anh, vào ngày 9 tháng Giêng năm 2020, với sự công bố của tổ chức WHO và đối chất với sự thật mà bà Giang đã biết được từ bạn đồng nghiệp của bà ở ngay tại Vũ Hán, là cũng là vị chuyên gia và bác sĩ làm việc cho trung tâm tương đương với lại CDC của Trung Cộng đó, là bà đã biết được bệnh dịch này có khả năng lây lan, nhưng vào ngày 9 tháng Giêng, tức là 10 ngày sau đó, tổ chức WHO vẫn xác nhận là bệnh dịch này không có tính cách lây lan, truyền nhiễm từ người tới người, và tầm mức nguy hại của bệnh dịch này vẫn còn đang
nghiên cứu và chưa thẩm định được. Thưa anh, đó là sự khác biệt giữa những điều mà Gen biết 10 ngày trước đó với sự tuyên bố của WHO. Đó là lý do mà bà thúc đẩy bà phải đi tìm sự thật về nguy cơ của căn bệnh này. Và khi mà bà quyết định để mà đi tìm một cái nơi để mà an toàn, để mà tiếp tục sống hoặc là để mà công bố những sự, một số những cái sự thật phũ phàng của COVID-19 do Trung Cộng là cái bàn tay ở phía sau đó, thì bà cũng gặp khó khăn trong vấn đề mà gia đình của bà, ngay cả người chồng của bà cũng không có giúp bà để mà có một cái quyết định để mà đi tị nạn cộng sản. Anh Công có thấy vấn đề đó hay không vậy? Dạ, thưa anh, thấy rất rõ ở cái chỗ như vậy là với dưới cái sự cầm quyền và dưới chế độ của Trung Cộng, thì trong những cái nguy cơ như đại dịch như thế này, những người chuyên gia, chuyên viên làm việc phục vụ hoàn toàn có tính cách y khoa để phục vụ nhân loại vẫn phải đặt dưới sự lo sợ, đặt dưới sự căng thẳng, lo sợ và không được hoàn toàn tự do làm chuyện chức theo cái hoàn toàn theo chức năng của mình. Đó là lý do mà như chúng ta đã biết, bác sĩ Lý Văn Lượng phục vụ tại Vũ Hán đã công bố sớm về cái sự tai hại của sự lây lan của bệnh dịch, đã bị bịt miệng và cuối cùng ông cũng đã chết và là nạn nhân của COVID-19. Thì trở lại với chuyện gia đình của tiến sĩ Giang, người chồng của tiến sĩ Giang cũng là để phản ảnh là một người cũng là một chuyên gia lỗi lạc nhưng vẫn lo sợ và không và đã phản đối quyết liệt cái chuyện mà để cùng với người vợ đưa gia đình qua Mỹ, vì ông sợ theo nguyên văn của bà Giang kể lại là ông sợ họ tức là giới cầm quyền Trung Cộng có thể giết chết cả gia đình. Và cuối cùng có một cái câu hỏi nhưng mà nó về vấn đề có thể là ảnh hưởng đến vấn đề an ninh quốc gia, là bà đến Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 4, nhưng mà vừa rồi trong tuần rồi thì mới có một cái cuộc tiếp xúc với lại Ford. Anh có nghĩ rằng vì lý do an ninh hay là một số cái bảo mật quốc gia mà người ta không cho bà tiếp xúc với lại báo chí hoặc là có một cái cuộc mở rộng press conference vậy thôi? Thưa anh, tôi cũng nghĩ như vậy. Thì theo anh biết là đối với chính phủ Hoa Kỳ, với những vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia, mọi chuyện cũng đều qua một cái tiến trình thẩm định, xác tín và điều tra để chính phủ Hoa Kỳ và cơ quan an ninh của Hoa Kỳ không vội vã đi tới những kết luận. Theo tôi đoán, đó là những cái lý do mà từ lúc mà bà Giang tới Hoa Kỳ cho đến nay thì mới được công bố qua Fox News về sự tị nạn của bà. Và để kết luận thì anh Công chúng ta nhìn nhận là những cái việc làm của bà hoặc là những cái phát biểu của bà rất là quan trọng và có ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái quyết định trong tương lai của Hoa Kỳ đối với lại Trung Cộng. Thưa anh, như chúng ta đã nói, đối với tôi nó có những cái tầm mức quan trọng, và cái sự mà phán xét về tính cách khả tín cũng như là những cái điều mà bà Giang tiết lộ có phải hoàn toàn sự thật hay không, cái đó thì nó nằm ngoài cái sự thẩm định của chúng ta. Nhưng mà nếu đó là những điều xác thực thì đó là những chi tiết rất là quan trọng để mà thẩm định cái biện pháp của Hoa Kỳ cũng như thế giới đối với trách nhiệm của Trung Cộng trong cái thảm họa của đại dịch COVID-19. Thưa anh, xin được cảm ơn thời gian của Nguyễn Thành Công cho cái bản tin ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh. Dạ, xin cảm ơn Nguyễn Võ Thành Nhân và xin kính chào tạm biệt quý vị khán thính giả và mong gặp lại quý vị
trong thời gian tới, và kính chúc quý vị cùng anh Võ Thanh Nhân được nhiều an lành và bình an trong mùa đại dịch COVID-19. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và anh Nguyễn Thành Công đến đây xin được tạm ngưng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong một cái bản tin phân tích thời sự Hoa Kỳ vào kỳ tới. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạt Trình Đốm tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTN DC, xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.